Phương án con thứ hai có đen ở hình cờ này là xe 1 bình 4. Đây là nước cờ mà Phạm Lỗi dùng đối phó với Vương Thạnh Cường ở giải đồng đội năm 2006. Đen lùi pháo hình thành hậu viện đảm tử pháo. Ở đây là đen đề phòng, đỏ đi xe 4 tiến 2. Đen lùi mã, đổi lại như đã đi pháo 2 tiến 2 đuổi xe. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 7 lùi 9. Cờ đỏ tiến pháo là cờ đỏ bỏ quân để tranh tiên. Đến đây cờ đỏ lấy lại quân, cờ đỏ hơi ưu thế. Như tiếp theo, đỏ phá sĩ là cờ đỏ bỏ quân lấy thế. Đổi lại như đỏ đi tốt 3 bình 4.
Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ pháo 1 bình 4. Đen ăn pháo. Đổi lại, như đen đi pháo 7 lùi 2 ăn tốt. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tướng 5 bình 6. Đỏ lùi xe, cờ đỏ mất đi cơ hội tốt. Đổi lại, đỏ có thể đi sĩ 5 tiến 4. Cờ đỏ thắng thế. Như đỏ xe 6 lùi 3. Thượng tướng lên các ba, cờ đen có thể mưu hòa như tiếp theo.
Hoa cơ. Mời các bạn xem lại các nước đi. Cờ đỏ hơi ưu. Khả năng thứ hai của đen là hình cờ này là pháo hai lùi một. Đây là nước cờ mà Triệu Hâm Hâm dùng đối phó với Lữ Khâm ở giải cá nhân năm 2007. Đen nhảy mã lên hà, nước cờ hay, vừa công vừa thủ.
đen bay tự ăn tốt, nước cờ hay đánh thông cục diện. Cờ đen nhiều tốt, ưu thế. Như tiếp theo. Đỏ lùi mã, đổi lại đỏ thẻ đi tướng 5 bình 4. Cờ đỏ phòng thủ chắc, nước cờ hay hơn. Như đỏ, mã 9 lùi 8. Đỏ bình pháo bắt tốt, đổi lại đỏ thẻ đi pháo 3 bình 2 mời đổi pháo. Cờ đỏ có thể đánh một trận. Như đỏ pháo 3 bình 1. Đen tiến tốt, dẫn tới cờ đen mất tốt.
đỏ bình pháo bát tượng. Đổi lại, đỏ thể đi tốt một tiến một. Cờ đỏ có thể đánh một trận. Như đỏ pháo 4 bình 3. Đỏ lùi mã. Đổi lại, như đỏ đi pháo 8 tiến 7 bắt pháo. Cờ đỏ có thể đánh một trận. Như đỏ mã 3 lùi 1. Đỏ bình pháo là cờ đỏ bị soát nước. Đổi lại, như đỏ đi tướng 4 bình 5. Cờ đen tuy ưu thế nhưng ván cờ sẽ kéo dài. Như đỏ pháo 3 bình 4. Đến đây hình thành hình thế cờ đen tất thắng. Đen thắng cờ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Cờ đen ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo quá hà sa cấp tiến trung binh, đối bình phong mã bình pháo đổi xe.